nhân hai phương án rồi. Và hiện nay công an xã đã chỉ đạo tiếp cận đối tượng để bắt đối tượng hung khí rất là ngang ngược. Đấy, chúng ta có thể thấy là phía trong hai cô giáo đang bị đối tượng bên trong hành hung, phía ngoài các đối tượng ngoan cố dùng dao chống lại.